Kính chào quý vị và các bạn đã cùng đến với kênh YouTube chính thức của Airway 301. Hôm nay Tiến lên sóng cho quý vị và các bạn một combo đóng loa book sale nghe hay bay đẹp. Các bạn và anh em cùng vào theo dõi nhé. Em sẽ giới thiệu chi tiết từng củ loa mid bass, củ loa chép và sau đó test phối hợp lại với nhau để quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên là củ loa mid bass Around đến từ Anh Quốc. Quý vị và các bạn cùng theo dõi chiếc loa rất là chất lượng. Đây. Anh em xem. Gân cao su. Đây, củ nam châm bọc khử từ. Đây là dòng loa Around, một thương hiệu rất nổi tiếng của Anh Quốc. Modem và thông số kỹ thuật thì in chìm ở phía sau. AT18ML. 180W, 8 ohm. England. Quý vị và các bạn thấy một chiếc loa mid bass, là con này đường kính này là 14,7 cm. Anh em cắt tần đóng vào loa 3 đường tiếng có thể làm nó mid được. Còn ở đây đối với loa 2 đường tiếng nó sẽ vừa có giải bass, vừa có giải mid. Các bạn anh em nhá, củ nam châm là bọc khử từ cực loa trừ cộng. Đấy, kể cả những cái râu loa này, những cái nhện này, cái màu này. Quý vị nhìn cái màu, đấy, cái màu sắc nó giống cái màu hơi nâu cà phê một chút. Và nhìn qua những cái chỗ này chúng ta có thể thấy được cả cái cuộn coil bên trong này, anh em nhìn này, qua những cái khe này. Đấy. Quý vị nhìn củ loa. Và phía dưới này cũng có một cái phần mút ở phía sau loa, là khi mình bắt vào thùng nó sẽ êm hơn. Anh em nhìn củ loa mid bass, kích thước là 14,7. Đấy. Em sẽ test riêng củ loa mid bass này, anh em cùng theo dõi nhé. Đây em sẽ đấu dây. Em sẽ để củ loa mid bass này đánh thẳng trực tiếp. Đấy. Có cắt tụ cho loa chép thôi. Đây, và xin mời quý vị và các bạn nào cùng nghe khi em test trực tiếp này cái tiếng của củ loa mid bass. Đây một chiếc này. Chạy lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây. Quý vị nghe tiếng này rất êm, rất ngọt và mình test ở bên ngoài chưa có thùng. Hoa làm dấu thương. Lối xóm mình còn kia mà sao quá âm thầm. Xong sau đây thì em sẽ kết hợp với một chiếc loa chép nữa. Anh em cùng thưởng thức nhá. Sau đó mình sẽ test cả cái cặp này lại với nhau. Việc của anh em là chỉ việc lên thùng. Củ loa chép đây em sử dụng củ loa chép đom lụa. Khi kết hợp với củ loa mid bass Around này thì cho cái tiếng của nó rất hay. Củ loa chép này là không chỉ cái tiếng chép mà còn có cả một chút cái giải 2 mid từ giải mid cao. Anh em nhá, để nó phối hợp với cả cái giải mid của con mid bass này để cho cái giải ba giải của nó đầy đủ hơn. Đường kính là 10 cm, dòng chép đo bằng lụa. Đấy. Đây. Dòng này nam châm cũng bọc khử từ này anh em nhìn này. Modem là P03. Dòng này thương hiệu của Peeler. 8 ohm, 100W. Anh sẽ cắt tụ 2.2. Tụ 2.2 với loa 8 ohm, đây con này 8 ohm thì quý vị tính ra thì nó sẽ là cắt ở 4500 Hz nhá. Về mối quan hệ cũng như là cách tính tần số cắt hoặc là cách tính chỉ số tụ với loa như thế nào thì em có hướng dẫn clip chi tiết rồi. Em sẽ để phía dưới phần mô tả anh em nhé. Thì như vậy thì anh em có thể biết được rằng là khi cắt tụ 2.2 thì tần số cắt là bao nhiêu, hoặc ngược lại anh em muốn cắt ở tần số cố định là bao nhiêu thì muốn chọn tụ như thế nào thì anh em hãy xem clip em để phía dưới phần mô tả, có hướng dẫn rất chi tiết rồi nhé. Để khi mình cắt tụ 2.2 này, tụ anh em đấu nối tiếp vào loa. Đây, quý vị nghe nhé, riêng tiếng chép không, khi mà cắt 2.2 thì là cắt ở 4500 Hz thì chủ yếu là tiếng chép và nhiều ít giải mid. Đây. Đấy. Đấy, khi mà mình kết hợp với cả củ mid bass này, đây anh em xem nhá. Đây khi mình kết hợp với cái củ mid bass. Lấy anh em vừa nghe tiếng mỗi tiếng loa bass Around nó đánh thôi, chưa có chép. Khi kết hợp với chép này nó sẽ đủ cả ba giải này. Anh em này. Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua mong. Yêu cũng
tương đối, nhưng mà cảm thấy nó hơi bị chói một chút. Là chính như vậy mà em sẽ cắt tụ thêm một con 2.2 nữa. Như vậy là mình sẽ cắt ở tụ 4.4. Đây, ở đây em có hai chiếc tụ 2.2. Đấy, mình đấu song song lại thì sẽ được một chiếc tụ 4.4, 2.2 cộng 2.2 sẽ được chiếc tụ 4.4 mi. Về cách đấu ghép tụ cũng như là tính toán thì thực ra là em cũng có chia sẻ với anh em rồi, anh em là hay theo dõi trên kênh YouTube của em với bạn là một thì làm rất là rõ rồi nhá. Như vậy thì em sẽ được một con tụ là 4.4 mi. Với tụ 4.4 mi thì tính ra thì sẽ cắt con loa chép này ở 9.000 Hz, hơn 9.000 Hz một chút. Đấy, khi anh em đấu vào này, cái giải lời cao nó sẽ bổ trợ cùng với cả cái giải mid của con mid bass này. Đấy, ok nhá. Thì em sẽ test ở tụ 4.4 với loa chép kết hợp với cả loa mid bass thì quý vị nghe tiếng nó sẽ êm hơn, nó đỡ bị gắt hơn một chút. Quý vị nghe. Và đây mới chỉ là một vế nhá, em sẽ ghép nốt cái vế bên này lại một cặp để anh em cùng theo dõi. Đấy, đây là mình đã cắt sẵn tụ này. Đây mình cũng đấu tụ hai con 2.2, như vậy loa chép sẽ cắt ở tụ 4.4, được chưa? Còn loa mid bass sẽ đấu thẳng vế thứ hai. Đấy, vế thứ hai đây. Cái này thì mình đã đấu với âm ly, như vậy là hai vế này sẽ được đấu trực tiếp với cả âm ly này. Quý vị và các bạn là cùng thưởng thức nhé khi mình test ra bộ combo đóng loa Buxell giữa củ loa Around của Anh Quốc và kết hợp với củ loa chép Dom Peeler, xem âm thanh của nó như thế nào. Quý vị cùng hình dung con này mà khi vào thùng ấy thì nó rất là đẹp, đúng kiểu dáng của dòng loa Buxell đến từ châu Âu. Góp lời làm lính mà thôi, đối diện đây rồi từng đêm khoe hương. Đây là em test ở bên ngoài. Đấy, quý vị vẫn cảm thấy cái sự ngọt ngào, sự chắc chắn và cái tiếng chép thì không phải bàn rồi. Chủ yếu là mình để ý đến cái giọng chung và cái tiếng bát. Khi mình chưa có thùng, anh em vẫn cảm thấy cái sự nội lực của con loa này. Đấy. Đàn bay súng nổ hoa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố. Ngày nào đó tôi còn thể... Và ngay sau đây thì em xin phép báo giá quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất là củ loa mid bass Era, model là AT18ML. Con này công suất là 180W. Đấy. Và đường kính vành là 14,7 cm, giá một cặp. Củ loa mid bass này là 2.150.000 đồng một cặp, miễn phí giao hàng toàn quốc. Anh em có thể cắt nằm loa mid, nằm loa mid bass đều được. Thứ hai là củ loa chép Dom Peeler P03, một cặp củ rời có giá là 500.000 đồng một cặp và cũng được miễn phí giao hàng. Trọn bộ cả combo này 2.150.000 cộng 500.000 đồng, 2.650.000 đồng. Em để cho quý vị và các bạn giá 2.6 triệu trọn bộ cả combo này, tặng kèm tụ cản cho anh em và cũng được miễn phí giao hàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.